Ok, sau 8 ngày trốn dịch thì mình đã về đến sân bay Nội Bài các bạn ạ. Và cảm nhận đầu tiên của mình khi xuống đến sân bay đó là vắng quá. Trời ơi, mình chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày sân bay Nội Bài nó vắng như thế này. Ngoài nhân viên ở đây thì số lượng người đi lại thì cực kỳ là ít, quá ít luôn. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến. Và nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy. Mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn các hành trình khám phá những địa điểm ăn uống, vui chơi, sống ảo dưới một góc nhìn tích cực và lạc quan của mình. Ok, hôm nay thì mình có một chuyến bay chuẩn bị vào Sài Gòn. Ôi dồi ôi, mệt quá, trời còn mưa mưa. Hà Nội hôm nay khoảng tầm 16 đến 21 độ các bạn ạ, khá là rét. Video này thì mình xin dành cho các bạn lần đầu tiên đi máy bay hoặc là những bạn sắp sửa có các hành trình bay, cũng như các bạn nào mà có sở thích bay như mình. Ok, chúng mình hãy cùng chuẩn bị đi ra sân bay Nội Bài và vào Sài Gòn nhá. Và mình... ôi mệt quá. Mình đang đứng ở trước đây là Metro Hà Đông. Ừ, mình sẽ chờ xe buýt 68 từ Hà Đông đi Nội Bài. Ok, mưa quá. Ôi mưa quá, xót cái máy quá. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe thì mình đã đến với sân bay Nội Bài, sảnh nhà ga T1 đi nội địa, tại mình bay vào Sài Gòn mà. Bây giờ thì vào check in nhá. Hôm nay đi đúng giờ tắc đường các bạn ạ, sợ vãi. Đang phải chia đồ để sao cho không quá 7 cân. Khổ thật sự. Đến nay mà cho các anh mà đi một mình thì... đấy, dồn hết xong của em sao cho đủ 7 cân là được. Và một số đồ như điện thoại này, máy ảnh này, thiết bị di động và laptop thì các bạn có thể ôm cầm tay, không cần cho vào túi đâu nhá. Còn thừa 1 cân này, đó thiếu 1 cân này. Đừng để thừa 7 cân nhá. Đừng quá 7 cân. Ôi bỏ ta phát còn 5 cân. Ờ. Vẫn phải sang tiếp. Cái kiểu cũng là điểm. Đây là anh Minh ạ. Đẹp trai quá. Chúng mình cần phải cầm chứng minh thư và vé để check in nhá. Để qua được cổng an ninh thì các bạn cần phải cởi bỏ áo khoác này, giày này, cũng như là các phụ kiện trên người để vào khay, di chuyển qua băng truyền. Nếu bạn không mang theo bất kỳ một cái gì đó cấm thì bạn có thể qua cổng an ninh một cách dễ dàng mà không cần lo lắng gì đâu nhé. A few moments later. Ok, và sau khi ra khỏi cửa an ninh một cách an toàn thì bây giờ bọn mình chỉ chờ lên máy bay thôi. Mình sẽ đi loanh quanh một tí, bây giờ từ giờ đến lúc lên máy bay còn khoảng 30 phút. Ôi dồi ôi, đây là một chuyến đi mà gần như là... mình có nên bỏ khẩu trang ra không nhỉ? Trang sao đâu? Đây là một chuyến đi gần như là gấp rút nhất từ trước đến giờ, mình chưa từng đi chờ chuyến bay nào mà sáng sớm thì tắc đường, xong rồi đến thì chạy loanh quanh tìm người. Bây giờ thì chúng mình sẽ ra đến cửa 17, tại vì bọn mình sẽ bay đi qua cửa 17 theo như thông tin ở trên cái vé. Không phải có thời gian để cho các bạn xem vé luôn. Eo ơi, một chuyến bay. Một chiếc video siêu zoom mắc. Ok, anh đi vệ sinh, chờ chút nhá. Đây, tranh thủ một lúc thì chúng mình sẽ tìm hiểu về cái vé này. Chuyến bay BL747 này, họ tên này, nơi đi này, số ghế 07A, cửa lên tàu là 17, đó, thế chúng mình sẽ lên vào cửa 17. Ok, những thông tin cơ bản. Giờ chỉ chờ đến lúc mà người ta gọi thông báo chuyến bay sắp khởi hành thì chúng mình sẽ đi vào. Sao bên này?
đi. Ok. Thế này là chúng mình sẽ phải đi bằng xe buýt rồi. Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Theo mình thấy thì thường máy bay sẽ có hai cửa để lên, một là ở đầu tàu, hai là ở phía đuôi tàu. Và tùy theo số ghế của các bạn mà hãy đi cửa nào cho hợp lý nhé. Mình ghế 7A tức là hàng số 7, thế nên là mình sẽ đi cửa trước cho gần. Làm gì đây? Quay chứ làm gì? Quay. Ghế số 7A. Ôi trời. Our flight to Desert Airport with Air Possibility. Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn phát hiện sẽ bật sáng dẫn quý khách đến cửa thoát hiểm. Trong chuyến cảnh emergency lights. In case of emergency, all lights will come on to the exits. Oh, hey! Ô tô. À anh Tuyển, quá đáng. Đang quay. Đây là lần thứ hai mình đi máy bay rồi. Cảm giác nó chả khác gì cả ô tô. À nhưng tí nữa sẽ khác. Khi nào cất cánh sẽ khác. Hồi trước mình đi Vietjet, một chiếc máy bay như thế kia.
anh ta bay cùng Jetstar Pacific và mong muốn sẽ được gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo Jetstar Pacific hiện đang triển khai chương trình ưu đãi mua 4 hoàn 1. Sau khoảng gần 2 tiếng trên máy bay thì chúng mình đã đến với sân bay Tân Sơn Nhất. Thế à? Nhiệt độ lúc này khoảng tầm 32 độ C, siêu nắng khổng lồ các bạn ạ. Ui, em Hoàng sao tự dưng nhìn vào đây anh Hoàng đẹp trai nhỉ? Từ lúc nào anh chả thế? Bây giờ là về chỗ anh Thắng đúng không? Ok, thì hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, share và đừng quên để lại một comment cho mình nhé. Bye bye.